Mùa thu đã đến, sau các cơn nắng hè tàn phá làn da, chúng ta cần có Aboche New Skin để giúp cải thiện làn da. New Skin sẽ giúp kích thích và mang lại chất collagen ngay chỗ đã bị mất. Những vết nhăn và các chân chim chung quanh mắt là do da chết, xếp ly lại. Khi dùng New Skin mỗi đêm, bảo đảm da của quý vị sẽ tươi sáng hơn. Hôm nay, mua chỉ có 295 đồng, quý vị sẽ được tặng một chai New Skin giá trị 80 đồng. Gọi ngay 1888 đẹp sang, tức là 1888-337-7264. Mụn có tác động tâm lý, xã hội và ảnh hưởng thanh thiếu niên trong giai đoạn tuổi dậy thì, làm cho các em thiếu tự tin. Nhiều trẻ em bị mụn không chịu đi học, dẫn đến kết quả học tập kém. Có em bị trầm cảm, thích cô lập, không muốn kết bạn và để tóc dài để che mặt. Nếu con em quý vị đang bị ảnh hưởng vì mụn, xin liên lạc ngay bác sĩ Kimberly để mang lại sự tự tin cho các em. Aboche by Dr. Kimberly, phương pháp dưỡng da an toàn. 1888-337-7264. Tự tin mang đến thành công cho Justin. Chúng ta mất collagen theo thời gian, khiến làn da bị nhăn và chảy xệ. Collagen serum có thể giúp lấy lại thời gian, giảm các vết nhăn chung quanh mắt, quầng thâm và làm cho làn da săn chắc lại. Đặc biệt là da nhờn hay da khô cũng có thể dùng được. Hôm nay, mua chỉ có 395 đồng, quý vị sẽ được tặng một chai Collagen Serum, sản phẩm mới của Aboche trị giá 80 đồng. Hãy gọi ngay 1888 đẹp sang, tức là 1888-337-7264. Chương trình dưỡng da với phương pháp Aboche. Tôi bác sĩ Kimberly xin kính chào quý vị. Bình thường quý vị có thể email câu hỏi vào drkimberly@kimberlyskin.net hoặc gọi phone 1888-337-7264. Nhưng ngày hôm nay chúng tôi có chương trình rất đặc biệt là chương trình trò chuyện cùng với anh Như Phan. Anh đã rất là tốt, đã volunteer thời gian để lên trên chương trình của chúng ta để cùng trò chuyện với Kimberly về một đề tài rất là đặc biệt. Ngày hôm nay Kimberly xin dành riêng đề tài này, chương trình này cho quý ông, quý anh đã theo dõi chương trình của Kimberly suốt bao nhiêu năm qua. Cảm ơn anh Như đã đồng ý một lần nữa lên để chia sẻ cùng với quý khán giả của chúng ta. Chào bác sĩ Kimberly, chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Anh Như, hôm nay Kimberly biết là thời gian của chúng ta rất là eo hẹp, thành ra prepare sẵn tất cả những câu hỏi muốn hỏi anh ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên là anh nghĩ như thế nào về vấn đề dưỡng da cho người đàn ông? Nhất là nói về nhiều đàn ông Việt Nam. Dưỡng da cho người đàn ông rất là quan trọng, và kể cả những người làm business hay là những người không làm business, không làm ăn. Thí dụ như là khi mà tôi đi làm business, tôi thấy những người Mỹ, người ta rất là sạch sẽ, rất là thơm tho, và cái da người ta rất là mịn, bởi vì người ta có dưỡng da. Cho nên mà người Á Châu mình đã thua người ta, thấp hơn, cái da không có sáng bằng, cho nên mình cần phải compete với người ta. Chẳng hạn tôi có người bạn làm bác sĩ đó, người ta nói nếu mà ra trường tôi khen người ta, ô anh làm bác sĩ vậy good quá ha, có làm lương cao ha. Ồ, anh ta nói chứ ở cũng may mắn đó, bởi vì nếu mình ra trường đó mà nếu mà hai người mà đồng điểm bằng nhau thế nào người ta cũng nhận người Mỹ, là bởi vì mình cái tướng tá của mình với cái da mặt của mình nó không sáng bằng người ta, cho nên tôi nghĩ mình rất là cần. Hoặc là Cảm ơn anh. Cái tư tưởng đó cũng rất là hay, và cái ví dụ anh nêu ra như vậy làm cho Kimberly nghĩ đến là nếu như vậy thì nó có một cái sự thiên vị như thế nào. Dĩ nhiên làm sao mình có thể đọc được ý của, hoặc là mình vào được cái đầu của cái người tiếp xúc với mình, phải không ạ? Đôi khi mình nghĩ rằng người ta phe đúng là như vậy, phải không? Thành ra đôi khi mình, anh có nghĩ rằng cái first impression, tất nhiên là khi mình gặp người ta đó, là khi bắt tay, là đôi khi người ta đã biết người ta sẽ mướn mình hay không rồi, phải không ạ? Đúng rồi. Người ta thích mình hay không rồi, phải không ạ? Đúng rồi. Cái bên ngoài nó rất là cần thiết. Và chưa kể nó xin lỗi bây giờ, những người mà có gia đình như tôi rồi, hay là hàng ngàn người đàn ông khác cũng có gia đình như tôi chẳng hạn. Bây giờ cái da mình mà nó mốc meo một chút á, vợ nó nhìn nó cũng chán, bởi vì nó thiệt là bởi vì nó thấy ra ngoài thấy người ta sạch sẽ mà chồng mình thâu mà lem lố cái da mà tối giống như nó mốc meo lên đó, người vợ nhìn không có được cái impression, tiếng Việt kêu là gì nhỉ, cái cảm hứng, phải không đó, tôi nghĩ rất là cần. Và trải cả cho các bạn mà chưa có gia đình cũng vậy, khi muốn có một bạn gái, người bạn gái người ta nhìn thấy, ồ sao cái cô kia, cái bạn gái của cô sạch sẽ mà nhìn cái mặt là
sạch sẽ, giống như là smooth ấy, tiếng Việt Nam kêu là gì, mịn màng hả? Yeah. Còn bạn trai của mình nhìn sao mà nó sần sùi quá, I'm not so impressed with him. So, đúng, tôi nghĩ như thế. Như vậy thì Kimberly nghĩ rằng không biết cái sự cái quan niệm của anh về dưỡng da cho người đàn ông nó có thay đổi từ hồi mình anh qua Mỹ đến bây giờ không ạ? Hồi xưa đó thì mình không nghĩ tới, tại mình cũng giống như người, mấy người đàn ông ở Việt Nam á, ở đây cũng vậy, mới qua mà gặp những người đàn ông ở Việt Nam đây thì tôi thấy, tôi không chê nha, chính tôi cũng vậy luôn, không để ý tới. Nhưng mà bây giờ sau khi mà tôi đi làm ăn một thời gian khoảng 18 năm nay đó, thì tôi thấy là mình phải bắt chước những người đàn ông Mỹ là phải chú tâm về vấn đề dưỡng da để cho cái mặt mình nó sáng. Mặt người ta đã sáng như vậy rồi mà người ta còn chú tâm, huống chi mặt người Á Châu mình còn phải chú tâm hơn nữa. Cảm ơn anh. Những lời của anh Như ngày hôm nay đã chia sẻ với quý khán thính giả của chúng ta, Kimberly rất là cảm ơn những lời chân thành của anh. Qua những lời chân thành đó, Kimberly chắc chắn là quý vị cũng như Kimberly học hỏi được rất là nhiều. Và bây giờ đến phiên anh. Là Kimberly muốn hỏi thật anh đó là anh bắt đầu dưỡng da từ hồi mấy tuổi và anh đang làm cái gì cho làn da của anh? Tôi chưa bao giờ dưỡng da hết, bởi vì khi mà sau khi thấy cái mình cần đi làm ăn, mình cần cái mặt mình nó sáng lên một tí nữa, giống như là mình có chút tuổi rồi đó, cho nên tôi chưa bao giờ dưỡng da. Nhưng mà tôi muốn tới bác sĩ Kimberly để dưỡng da, cũng bắt chước những người đàn ông Mỹ khác thôi, người ta ăn mặc sạch sẽ, người ta chú tâm đến cái làn da của anh ta. Đó thì đó là lý do mà Kimberly nghĩ rằng Kimberly cũng phải cảm ơn anh Nhu, là vì anh Nhu không phải là một expert về dưỡng da đâu quý vị nha. Anh Nhu chỉ là một người đàn ông, và là Kimberly nghĩ rằng cũng như quan niệm của nhiều người đàn ông khác, khi đến với Kimberly để tham khảo da, nhiều người nói mà Kimberly rất ngạc nhiên. Vì sau khi nghe những người đàn ông nói chuyện á, ví dụ nói về dưỡng da cái là tự động họ nghĩ là tôi đâu phải đàn bà đâu mà tôi dưỡng da, tôi không đó. Phải. Ví dụ như mình nhìn làn da mình nói phải không anh? Các anh thì cứ chắc là hồi xưa cái quan điểm của anh là dưỡng da là cho đàn bà. Thời nay thì đã thay đổi một chút xíu phải không anh? Đúng rồi. Thì đó thì là lý do mà anh Nhu đến với Kimberly, là vì anh Nhu có lần, thưa quý vị, không biết quý vị có biết Frank không? Anh Nhu là con trai, là, đó, con trai của anh Nhu là Frank. Thì lý do mà nói về Frank là tại vì qua Frank, nhờ anh Nhu đã lấy đi bước đầu với Frank, đưa Frank đến đây để chữa trị mà anh biết về dưỡng da, hay là được expose một chút xíu nào đó về dưỡng da, phải không anh? Đúng rồi, lựa bác sĩ Kimberly là bởi vì có thằng con trai đó, cách đây mấy năm đó, đi đủ mọi thuốc, xài đủ mọi loại kem này kem kia cũng không hết, mà tới bác sĩ Kimberly cũng chừng mấy tháng, 2 tháng là bây giờ da láng o rồi. Thưa anh, lâu nay không gặp Frank như thế nào, anh, làn da của Frank như thế nào? Frank da rất là mịn. Mình cứ nói với Frank ngoài nhớ phải giữ cho cái làn da nó sáng sủa, cái mặt nó sáng sủa. Bởi vì lúc mà đi tìm job á, lỡ mà mai mốt gia đình không còn bị cái gì nữa, có đi tìm cái job á, thì cái người chủ người cũng thích nhận một cái người có cái khuôn mặt sáng, rất là quan trọng. Mình cứ nói với Frank ngoài như vậy. Khi chúng ta chữa tận gốc là chúng ta chỉ cần, sau đó chỉ cần dưỡng da thôi quý vị. Nếu quý vị đang có vấn đề về mụn, quý vị cần phải chữa tận gốc qua phương pháp Apogee. Quý vị có làn da vừa đẹp mà vừa healthy. Nếu chúng ta dùng chemical hóa chất nhiều quá đó, thì cái làn da nó không có được khỏe mạnh đó. Mà khi nói khỏe mạnh đây, không ai hiểu là khỏe mạnh là như thế nào. Có nhiều quý vị dùng thuốc để dưỡng da, dùng thật nhiều thuốc để chữa trị mụn đó, khiến cho làn da của quý vị bị ăn mòn, bị nhạy cảm, bị hồng, bị đỏ. Nếu quý vị đàn ông cũng như đàn bà có làn da mà có những triệu chứng như khô, ngứa, rát, hừng hực khi tiếp xúc với hơi nóng, đó là làn da đang bị hư, đang bị bào mòn. Quý vị có thể gọi vào tham khảo da để chúng tôi có thể nói rõ hơn chi tiết về làn da của từng người một. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình. Ngay đây Kimberly xin tạm ngừng để trở lại sau chương trình thương mại. Xin kính chào quý vị. Để bảo vệ làn da tối đa và theo lời yêu cầu của quý khách, công ty Apogee hiện nay có Natural Foundation, phấn nước, nhiều màu thích hợp với da Á Đông. Khi thoa lên, rất tự nhiên mà vẫn che được khuyết điểm. Sau đó, đắp một lớp two-way cake, phấn hai chiều thật mỏng để làn da của quý vị mịn màng hơn. Hôm nay, mua chỉ có 200 đồng, quý vị sẽ được tặng Natural Foundation hoặc two-way cake. Hãy gọi ngay 1-888-337-7264.
Bị mụn dậy thì mụn người lớn chữa hoài không hết. Lần đầu tiên bác sĩ Kimberly thực hiện DVD hướng dẫn phụ huynh cách chữa mụn cho con cháu và cho chính mình. Mua một bộ chữa mụn được tặng DVD và mua các dụng cụ để làm theo DVD do bác sĩ Kimberly thực hiện. Bố, mẹ, ông bà chỉ cần sắm một lần giảm 60%, gồm có máy steam da, cây nặng mụn, kính hiển vi, DVD và cẩm nang. Hãy gọi ngay 1888 đẹp sang, tức là 1888 337 7264.